Cái y đó là cái y này nè, là thầy cũng cảm ơn phí Phật tử thôi. Và cái sự mà gửi y áo, gửi giấy tờ lại cho giáo hội quản lý á, thật ra là không phải là thầy hoàn tục, giống như cái nghĩa là bỏ đạo bỏ đời, bỏ đạo bỏ tu ra đời cưới vợ hay là lấy tiền lấy bạc gì đâu. Các con cũng thấy Phật tử đến chùa cho tiền là thầy chia hết cho các con. Lúc đó Phật tử cho đất thầy cũng chia hết cho các con, thầy chia cho những anh em lớn á, thì rõ ràng, còn những anh em nhỏ thì tạm thời thầy giữ đó. Cái tớp mà thầy hứa với lại bên đó Liên đoàn Lao động Xã hội và Thương binh là năm 2014 đến nay là thầy hứa là thầy không nhận công đức nữa đó. Là cái tớp đó là bây giờ còn mười mấy em á, là cũng 10 tuổi 11 tuổi hết rồi. Là thầy hứa là thầy sẽ nuôi dưỡng các em này cho đến lúc các em lên người thôi, chứ không có nhận thêm người. Thì bên Liên đoàn Lao động và Thương binh Xã hội họ thương thầy lắm, họ thấy thầy có tâm vậy đó thì họ cũng như hỗ trợ tinh thần cho thầy, quản lý nhân sự. Thầy cũng từng đi họp và liên đoàn cũng từng đến đây để xem xét coi ngó. Có một điều là thầy ngại cái từ mà gọi là trung tâm nhân đạo nuôi dưỡng trẻ em mồ côi á, thầy ngại cái từ đó nó ảnh hưởng đến tinh thần của các em, cho nên thầy xin Liên đoàn Lao động Thương binh Xã hội cho phép thầy nuôi các em trong cái tinh thần tu hành của giáo hội từ xưa đến giờ Phật pháp á. Chứ lập cái trung tâm thì cũng được được cái sự quản lý chặt chẽ của Liên đoàn Lao động thì mình hợp pháp hơn, ổn định hơn, nhưng mà tội các em nó sẽ tủi thân á. Và thầy thấy có nhiều chỗ chùa chiền cũng đã làm, nó ổn định rồi, cho nên mình ngưng làm để cho các cái cơ sở được nhà nước cho phép người ta hoạt động nó tốt hơn. Hơn nữa thì thầy cũng già rồi, bệnh tiểu đường nữa, cho nên thầy dừng lại. Cho nên hiện giờ thì nói là đến đây cái gì giải cứu các con hả, nhưng mà thật ra thì theo thầy nghĩ giáo hội chắc là thương mình thôi, quan tâm đến mình thôi, và Liên đoàn Lao động cũng thương mình thôi, đến đây để coi ngó thầy trò mình sống làm sao. Thầy nghe nói thầy đi nhập thất trên núi đó, thì hoang mang không biết là thầy có quản lý các con tu học tốt hay không thôi. Chứ khi mà đến đây rồi thì thấy các con ngoan hiền, thấy các con sống tốt, thấy các con đùm bọc, lớn thì thương yêu nhỏ, nhỏ thì ngoan hiền, anh em tự nương tựa với nhau tu học tốt như vậy á, thì Liên đoàn Lao động và các ban ngành của đảng và nhà nước cũng như là các cấp lãnh đạo giáo hội á, họ thương mình lắm, họ sẽ hỗ trợ thôi. Các con đừng có thấy vậy mà hoang mang rồi lo buồn, nhất là giáo hội á. Giáo hội là những con người mà kế thừa cái đạo nghiệp của các thầy tổ, cũng như là nhận cái giáo trị của Đức Phật mà tu học. Các thầy từ bi lắm, nhất là thầy Thích Thiện Thuận á, thầy ấy từng là thầy của, sư phụ của thầy, tức là thầy ấy từng là người mà giảng dạy đạo pháp. Thầy học trong trường Phật học Đại Ông Lâm á, thầy ấy là giáo thọ của thầy. Thầy lớn hơn thầy có mấy tuổi, nhưng mà thầy thành danh sớm lắm. Còn thầy ấy thì đi học trễ. Thời gian mà ở núi Vinh mà thầy chưa đi học á, mỗi năm học hạ đó, thầy còn trẻ, thầy đi giảng dạy á, thầy dạy Phật học giáo khôi thư đó, thầy nghiêm khắc và đạo hạnh lắm. Và bây giờ hơn 30 mấy năm thầy làm việc cho giáo hội, thầy từ bi lớn lắm. Thầy có ra công văn là cũng muốn hỗ trợ giúp đỡ cho anh em trong tu viện mình thôi. Những cái từ giải cứu hay là cái từ đối tượng gì đó, nó từ đó chắc có lẽ là do thư ký của thầy làm, chứ bản thân thầy chắc không có làm đâu. Cho nên các con đừng vì vậy mà lo lắng. Nếu như thầy có xuống đây mà thầy thăm viếng thì thầy sẽ ra thất, thầy đảnh lễ chư tôn đức và tiếp đoàn, rồi thầy sẽ xin lỗi, thầy sám hối giáo hội, với lại xin phép các cái anh em trong Liên đoàn Lao động và các vị lãnh đạo đảng nhà nước quan hỷ hỗ trợ cho các con ở trong tu viện của mình lớn khôn lên người. Các con chịu không? Các con có sợ hoặc là lo lắng là giải thể rồi đi đây đi kia không, có sợ không? Nếu có sợ thì bây giờ nghe lời thầy bỏ đi, đừng có sợ. Tại vì mình tu hành là mình phải giữ chánh niệm á con, dù sóng gió như thế nào thì mình đừng có lung lay, đừng có lay động.
Tại vì sống ở bên ngoài còn lay động là bên trong. Tâm của mình mà sáng suốt, tâm của mình mà yên tĩnh, tâm của mình mà giác ngộ rồi á, thì dù sóng gió nào á, mình cũng vượt qua được. Thật ra mình đến với cuộc đời này á, không có mang theo cái gì. Lúc mình sinh ra là đôi bàn tay trắng. Cái mình lao chao trên cuộc đời, mình tìm sự sống á, đến lúc mình nhắm mắt á, mà rời khỏi cuộc đời này á, thật ra ai cũng chết rồi, là không có mang theo được cái gì. Cho nên thầy chia đất của các con mỗi đứa một lô đó, thì các con mừng lắm đúng không? Nghe nói Hy khóc hôm nay vì mong muốn có được căn nhà đó, mà hôm nay Hy buồn, Hy khóc đó, thì hãy suy nghĩ rằng là từ xưa giờ mình chẳng có cái gì đó con. Cái đó là bá tánh cho mình đó con. Thì bây giờ là mình chưa có xây được thôi, mình chưa có làm được thôi, là do là mình phạm luật đó con. Tại vì luật xây dựng là mình phải xin phép và đất đai phải thổ cư đàng hoàng. Còn mình nghĩ đơn giản là mình có đất rồi mình cắt liều mình ở đó, mình tự phạm cái quy luật của cái luật xây dựng á, thì mình tháo dỡ là chuyện bình thường. Các con đừng buồn, các con cứ bình tâm rồi từ từ các anh á cũng nhìn thấy được cái hoàn cảnh của các con, mà các anh hoặc là nhà nước sẽ giúp đỡ. Chứ xưa giờ nhà nước mà không giúp đỡ á, thầy trò mình sao sống bình an ở đây được. Cho nên các con chỉ cần bình an là được. Và đất đai đó là của các con, chứ không phải là của tôn giáo, không phải là của thầy. Cho nên các con đừng lo. Sau này các anh sẽ tham khảo, điều tra rồi thầy tin là các anh trong nhà nước sẽ một ngày nào đó sẽ hỗ trợ cho các con có được cái nhà các con ở. Vì cái chùa là nó thuộc về tôn giáo, mình ở, mình nương tựa, mình tu. Còn nếu mình bước ra xã hội rồi thì mình không có được đem theo cái gì trong cái tài sản của chùa, các con hiểu không? Nhưng mà mấy cái đất đó đó thì các con là tài sản riêng của các con. Coi như thời gian các con sống trong tu viện, rồi Phật tử đến đây cho tiền, cho gạo mì, là vì các con mà Phật tử cho. Thì tài sản đó là của các con chứ không phải của riêng thầy. Cái thầy dành cho các con là để sau này thầy mất đi, thầy chết đi, thì các con không còn ở chùa nữa đi, thì các con có nhà, các con ở. Các con không phải bơ vơ về xã hội mà không có người thân nương tựa, rồi không có nhà cửa là khổ. Thầy lo nhất là cái đó, vì thầy thương các con nhất là cái đó, cho nên thầy mới dành cái đó cho các con. Và anh Hỷ là cái người đứng tên, anh Đức là cái người đứng tên là hỗ trợ chia cho các con hết rồi. Giờ từ từ rồi mình sẽ vượt qua khó khăn, các con đừng có quá lo lắng. Cái điều bây giờ mình quan trọng là người đời họ hiểu rằng là thầy hoàn tục, thầy không còn tu nữa. Thì cái này thì thầy cũng nói cho các con đừng quan mang, tại vì thầy sợ ảnh hưởng đến giáo hội. Các con biết không, tại vì thầy khoác cái y này là nó ảnh hưởng đến cái nền tu tập của giáo hội. Và thầy không yên tâm khi mà mình sợ mọi người hiểu lầm là mình sẽ đi khất thực rồi, hoặc là mình như thế này thế kia. Cho nên thầy gửi giấy tờ lại cho giáo hội để giáo hội yên tâm. Giáo hội yên tâm là thầy nhập thất thôi. Để thầy có hứa với lại quý thầy là thầy xin phép được ở yên trong tu viện tu tập. Tức là sau này nếu mà thầy có ra khỏi thất thì thầy cũng ở yên trong tu viện tu tập với các con. Và thầy trong 3 năm thì thầy không giảng pháp. Thầy nghe nói là thầy Nhuận Đức á, là giáo hội dạy là không được giảng pháp 3 năm hay 2 năm gì đó. Hoặc là sư phụ Trân Quang. Sư phụ Trân Quang cũng là những vị thầy mà từng giáo dưỡng thầy về đạo lý. Cái bộ tâm lý đạo đức hồi năm 93-94, sư phụ Trân Quang á, soạn là cũng giảng dạy, mà thầy là một trong những nhà sư được học á. Thì cũng được giáo hội giáo dưỡng là ngưng giảng pháp 2 năm. Thì thầy bây giờ thầy ngưng giảng pháp là thầy cũng tự mình khắc cốt ghi tâm lời dạy của giáo hội thôi. Thì sau này ví dụ được duyên á, đủ duyên thì thầy chia sẻ Phật pháp cho Phật tử. Còn nếu không đủ duyên thì có thể thầy ở trong thất cả đời cũng được. Tại vì cái pháp nào cũng là pháp. Thì đủ duyên thì mình giảng dạy, mình chia sẻ cái kiến thức tu học của mình cho bá tánh. Còn nếu không đủ duyên thì mình sẽ trở thành một nhà sư lặng lẽ trong thất, trong am, trong núi rừng mình tu tập. Thì cái pháp nào cũng là pháp của Phật dạy hết, mà miễn sao là tâm chính tánh của mình nó thanh bình, nó yên lắng, nó thanh tịnh, nó không có sân si là được rồi.
Cho nên mình đừng có so đo, mình đừng có buồn nghĩ là tại sao mình phải như thế thế kia thì tự nhiên mình sẽ khổ. Nên là các con yên tâm, thầy chỉ là cái người cũng như là muốn cho mọi người yên ổn, cho nên thầy gửi giấy tờ cho giáo hội, rồi thầy ngồi ở đây thầy tu tập với các con. Bên ngoài các con gặp gì sóng gió cứ nói với thị giả, ghi vào giấy đưa cho thị giả, gửi lên cho thầy đó. Thì thầy y theo cái hoàn cảnh các con, mà có gì mà gút mắt mà mình nan giải thì thầy sẽ giải thích cho, thầy chỉ dạy cho nếu thầy biết ha. Chứ không có gì phải lo lắng, mặc dù thầy ở trong thất nhưng cái tâm của thầy á, là luôn luôn là yêu thương các con. Nếu thầy không yêu thương các con là bao nhiêu sóng gió mấy chục năm qua là thầy bỏ thầy chạy rồi. Hồi xưa có những vị thầy thấy thầy trên núi, cũng như là thời gian thầy xây thất xây chùa trái phép trên núi đó cũng bị chướng nạn đó. Có những vị thầy nói thầy là phải bỏ hết các con đi rồi về tu học với thầy, nhưng mà thầy bỏ các con không được. Cho nên thầy cũng đùm túm đi khắp nơi, nhưng mà rồi thầy thấy cũng bình an lắm. Giống như một cái thử thách như vậy á, nó cho mình một cái bài học để mình trưởng thành thêm. Một cái khó khăn trong đời nó giúp cho mình thấy rõ được cái mặt trái của cuộc đời thêm, và mình buông bỏ đi cái chấp ngã. Chứ thường là mình tu học mà mình thuận duyên quá đó, mình không có cái chuyện gì mà bất như ý xảy ra đó, mình cũng dễ cống cao ngạo mạn lắm. Nhất là mình làm trụ trì, mà làm trụ trì ai cũng quý mến mình, đệ tử cũng kính trọng mình, Phật tử cũng quý thương mình, rồi ai cũng cho mình lời khen, cho mình ghế ăn cái mặt. Mình dễ cống cao ngạo mạn lắm. Rồi từ cái cống cao ngạo mạn đó mình dễ xuất ngôn bừa bãi, hoặc là mình dễ đối xử tệ với những người đồng tu lắm con à. Nhưng mà những cái chướng ngại nó trở thành phép màu. Cho nên thay vì thầy buồn thì thầy thấy vui lắm, nhờ vậy mà thầy được nhập thất. Chứ bao nhiêu lâu nay thầy cái bôn ba xuôi ngược lo cho anh em bao nhiêu thế hệ lớn đi rồi cái nhỏ lên, lớn đi nhỏ lên cứ vậy, có bao giờ thầy được nhập thất lâu đâu. Mấy năm trước dịch thầy nhập thất được 3 tháng 7 tháng, rồi hết dịch cái cũng chạy ra đi làm việc lại. Ước lắm, ước được nhập thất lắm. Mà cái nghịch cảnh nó giúp cho mình được nhập thất. Vì vậy là mình cảm ơn nghịch cảnh chứ, mình cảm ơn với thầy lắm. Chứ mình không có buồn giận gì hết trơn. Các con hiểu không? Còn ví dụ thầy ở trong đây, các con bên ngoài á, các con ngoan là đừng có vì không có thấy thầy á, rồi các con lười học. Rồi đừng có không có thấy thầy cái các con không ngoan, các con phá, các con trốn chùa đi chơi. Rồi các con đánh nhau, các con chửi thề. Thì các con sẽ làm cho các anh quản giáo như anh Lộc quản giáo á, là quả xã, rồi anh Hỷ á, quản giáo là quả Hỷ, rồi anh Hưng là phó trụ trì của tu viện á, mỗi ngày phải thay thầy tiếp Phật tử từ sáng đến chiều, vất vả mệt mỏi rồi, thì còn phải xử lý cái chuyện tu học của các con nữa. À, quý anh mệt mỏi thì quý anh sẽ không yên tâm anh tu học. Cho nên quý anh hy sinh như vậy, từ anh Tịnh, anh Định, anh Lộc, anh Hỷ, anh Đức, rồi đến anh Nhật, rồi tất cả các anh em ở dưới đó rồi làm việc như vậy á, mà phải lao tâm rồi lao lực đến với các con nữa, thì rõ ràng là các con á làm động tâm các anh thì các anh mới thấy khổ. Còn nếu mà các con ngoan hiền, các con nghe lời thầy á, các con sống tốt, các con vui vẻ mỗi ngày. À, hôm nay cái sân bóng chuyền của các con á bị rách lưới hết trơn rồi. Thầy đề nghị là ngày mai là các con ai đại diện là đi mua cái lưới mới, rồi mua trái banh mới về chiều rồi chơi banh với nhau. Mình chơi cho vui để cho nó có sức khỏe, để nó tránh cái trường hợp mình thụ động. Rồi mà mình coi tivi hoài á, nó sẽ mâu hương mắt. Rồi mình coi tivi hoài á, những cái chuyện vui buồn ở trong phim ảnh á, nó ảnh hưởng đến cái tâm mình lắm. Nó ảnh hưởng đến cái sự sân si của xã hội lắm. Cho nên mình còn thanh niên á, mình hãy giải phóng cái năng lượng của mình bằng cách mình thể thao. Thì các con chơi tập thể nó góp giúp cho các con được đoàn kết. Chứ cái thời của sư phụ đó, hồi còn nhỏ đó là tắm sông, tắm suối nè, rồi chơi u nè, u mội nè, chơi vượt dây nè, chơi thả cờ, chơi vượt cờ nè, chơi đánh trỏng nè, chơi dân gian không mà. Đêm sáng trăng là chơi đến 11 giờ phi luôn, chơi lùa dịch, nó vui lắm. Mà ai cũng mạnh cù cù, ít có khi bệnh mà ăn uống kham khổ lắm. Không có thức ăn ngon như các học trò, các đệ tử bây giờ đâu. Hồi đó ăn khoai mì, khoai lang độn không mà không có cơm ăn. Vậy đó,
mà đời sống rất vui. Bây giờ các anh chị mà sinh năm 70 đến 74, 75 như thầy đó, họ họ nhớ lại những kỷ niệm xưa rất là quý báu. Còn giờ các con đa phần là xem tivi không à, mà như vậy nhiều lúc cái sức khỏe mình không có tốt. Cho nên cái phòng mà tập gym của chùa mình đó, mấy cái dụng cụ mà sư phụ trước đây tài trợ cho các con á, là tập gym á, là tuổi 16 đổ lên, 15 đổ lên là các con tập gym đi, nhưng mà đừng cử tạ mạnh quá, nó sẽ hư xương hoặc là nó lùn đi. Các con hãy hít xà đơn và tập tạ, giữ cái phòng nó cho sạch sẽ. Mỗi tuần phải cử người vô trống lau chùi cái phòng gym, đừng có để nó dơ nó bẩn. Khi mình tập gym là mình hít thở thì nó sẽ làm cho mình bị ảnh hưởng phổi và ảnh hưởng đến cái viêm họng á. Cho nên mình phải giữ cái phòng gym đó. Mà nếu như dụng cụ mà hư á thì báo cáo lên ban ban quản chúng để mà mình xuất cái tịnh tài đó, anh hỷ sẽ cho tiền rồi đi mua về để mà anh em cùng tập. Còn cái sân banh á thì cũng phải duy trì để anh em mình sống chung với nhau, vui vẻ nhau, mình sống hạnh phúc. Còn nhà vệ sinh á, là ai mà giữ cái nhà vệ sinh đó là phải quét chùi lau cho sạch sẽ mỗi ngày. Các con đi vệ sinh đó, các con nhớ dội nước cho thật sạch. Mà nếu mình đi mà mình thấy mình dội chưa sạch đó là mình phải quay lại mình dội, phải không? Chứ mình đừng có làm cho nó dơ nhà vệ sinh. Mấy anh mấy chị làm nhà vệ sinh đó, mệt mỏi buồn phiền thì mình tổn phước ha. Hôm nay đã sắp vào năm học mới rồi, nghe tin là anh Lộc đã chuẩn bị tập sách rồi cho các con đầy đủ hết, trường lớp đồ cũng đi ghi danh hết, và nhà trường cũng thương các con lắm, hỗ trợ cho các con hết rồi. Chúng ta chỉ còn là hãy nỗ lực tinh thần cố gắng vào năm học mới thôi, học cho tốt đi, cuối năm thầy thưởng ha. Xin còn cái gì không các con hả? À, chúc các em là ở năm học mới nè vui vẻ nè, mạnh khỏe nè, học hành giỏi. Các em chịu không? À, ai chưa hớt tóc thì ngày mai tranh thủ hớt tóc nha, tại vô trường không có được để tóc dài nha con. Rồi tay móng chân rồi mình dơ đó là nhờ anh vừa xả cắt giùm cho sư phụ nha. Rồi quần áo là đi học về là cởi cái đồ đi học treo lên, xong mình mặc cái đồ chùa vô để mà mình sinh hoạt. Còn cái đồ đi học là áo trắng rồi khăn vàng rồi giày dép là mình xếp gọn lại, để gọn lại góc nhà. Rồi áo mình treo lên móc đàng hoàng để nó không có bị thâm kim, nó không có bị dơ bẩn, để mà mình giặt mình đi học đến trường là nó thơm tho, lại các bạn ngồi chung với mình nó không có phiền khi mình hôi hám mình dơ bẩn. Hôm qua là thầy sư phụ giặt cái sư thầy giặt cái áo cho anh Buôn đó là bị dơ quá trời luôn, phải ngâm cả ngày rồi chà giùm rồi để gửi xuống cho Hoàng Anh hay là bé Tâm mặc đó, là do mình lăn dưới đất đó rồi nó dơ. Cho nên mình về là mình phải thay đồ, mình treo lên xà đơn đàng hoàng rồi mình mặc cái đồ bình thường vô để mình sinh hoạt việc trong chùa. Còn bà vợ á, lúc mà vô học thì phải lắng nghe cô giáo dạy, ghi chép vô sổ tay, về nhà là tình nguyện xuống học bài, đừng để quý anh trong quản chúng phải đi kêu mình học. Là cái hôm đó nó có bao nhiêu tiết, bao nhiêu môn là mình phải soạn ra hết, mình làm bài tập hết, toán, lý, sinh, sử, địa về mình học hết, mình tự hoàn thiện đến mình. Là cô giáo kêu, ví dụ cô giáo kêu chứ là miễn lọc bài là dạ có em liền, ở lên là vòng tay dạ em thưa cô giáo hỏi cái gì là thưa trả liền. Còn nếu mà mình cảm thấy mình không thuộc là nói thì dạ cô giáo em ở nhà có học bài nhưng mà không biết sao đến đây em quên, cô giáo em xin lỗi cô giáo. Vậy nhớ cái gì thì trả lời cái đó, tức là mình lúc nào cũng lịch sự, vòng tay chào cô, thưa cô em mới đến, thưa cô em về, về chùa cũng vậy, kính Phật rồi chào quý anh và em đi học mới về. Cuộc sống ngoan hiền như vậy á thì dù có sóng bao nhiêu, gió bao nhiêu thì mình cũng vượt qua được hết á, các con hiểu không? À, còn bệnh đau của bé bé Võ Khai Tâm hôm nay đó là đi bệnh viện về đó, thì cái việc mà cái vết thương đó là mình phải thường xức thuốc vô. Không, thầy cắt chỉ rồi đó, thì bây giờ mình phải thường xức thuốc, nếu cái phần mà nó lỡ đó rồi tắm đừng để nước vô, con hiểu không? Thì tự nhiên mình sẽ mạnh khỏe. Và đặc biệt trong cuộc sống như thế này nè, mình người lớn á thì mình trưởng thành hơn, thì mình ôm ấp, mình chia sẻ, mình đùm bọc người nhỏ, mình dìu dắt, mình yêu thương nhau. Nên nhớ một điều là người ta khổ lắm người ta mới tìm đến chùa, người ta phải đau lòng đắng dạ lắm người ta mới đem con đem cháu đến ta gửi cho mình. Chứ nếu người ta giàu có là một, gia đình người ta êm đềm là hai,
sức khỏe người ta ổn định, làm ăn có tiền, thì người ta không bao giờ mà đem con đem cháu đến chùa người ta gửi cho mình đâu. Khi mà người ta đã bí đường cùng lối đó thì người ta mới nhờ đến cái sự mà hỗ trợ của nhà chùa, bởi vì người ta tin nhà chùa chính là những con người là có cái năng lượng từ bi của Đức Phật. Cho nên mình á là nhận một em ở vô chùa là mình phải biết cái em đó nó phải bầm trầy, nó phải khổ đau, nó phải lì lợm sao đó thì nó mới đến chùa, chứ không phải là nó ngoan hiền và nó hạnh phúc mà nó đến. Vì vậy mỗi khi mà các em mà nó có những cái nghịch lý gì thì mình có quyền mình dạy dỗ, nhưng mà mình phải yêu thương, chứ mình đừng có bỏ nó. Trừ khi nó quá đát đi, nó ăn nhậu liên tù, rồi nó đi chơi bên ngoài mà nó hút chích này nọ, mình đành lòng phải chịu thua cuộc thôi. Còn những cái chuyện bình thường, nghỉ học, đánh nhau, ăn cắp này nọ đó, thì mình vẫn giáo dưỡng yêu thương, thì mình dạy dỗ, chứ mình đừng có từ bỏ. Tại vì cái từ bi của Đức Phật nó hay lắm. Đức Phật độ luôn cả những người cướp, những người giết người, Đức Phật cũng độ. Cho nên mình nhận du tiểu á, mà mình nói ngoan hiền mình mới nhận, học giỏi mình mới nhận, thì thật ra là có thể suốt đời này mình sẽ không nhận được một đứa tiểu nào đâu. Tại vì cái sự ngoan hiền và học giỏi thì nó thường xuất hiện trong một hoàn cảnh tốt. Còn cái việc mà đau khổ thì mới tới chùa. Vì vậy cho nên các con mà lãnh chúng á, các con dạy dỗ các em á, thì các con phải mở cái tâm từ mình rộng ra để mình thông cảm cho các em, mình kiên trì. Thì tự nhiên á, cái pháp an lạc nó cũng sẽ đến với các con trong cái pháp bất nghi.